Hello. Chào cả nhà nha. Sáng nay mấy anh em lại tiếp tục đi săn bắt. Bây giờ cổ quá. Anh Phụng mới gặp ông anh kêu. Em qua quay cho cả nhà cùng xem nha. Lên cây luôn rồi. Hello anh Phụng. Hello cả nhà luôn. Lúa. Ồ đẹp quá. Ủa, dữ ra. Lắm. Còn sư phụ nữa mà sư phụ đi đánh lần lẻ mất tiêu rồi. Đây, công tác vô bịch. Tính anh em. Đây, phát hiện đường ngỗ đây. Đâu rồi? Xa quá không thấy cả nhà ơi. Đó. Trên đỉnh vậy đó. Đây. Đây là đại tử Úc nha anh em. Sư phụ ngồi dưới chữ quyền anh em. Sư phụ anh em. Sư phụ anh em. Chỉ huy đệ tử. Luôn không? Hay lên đốt, lên đốt. Thôi đốt cho nó đi, trên đó khó đó. Trên đó khó đốt. Lên đó đốt hay vậy? Nè, có cái này móc mà. Móc lên lần lần lên. Để mình gom ổ ong cho anh em coi nha. Đó. Ổ khủng luôn cả nhà. Tầm mười mấy mét á, 15-16 mét á, cây xuông quá cả nhà ơi, leo phê lắm. Đệ tử leo có nhăn mặt không? Bây giờ bẻ đi bây giờ. Lần tới đó mới có 6 mét nè. Vậy thôi nghe cả nhà, chút mình bắt xuống mình quay cho cả nhà coi nha. Để đông đi, để quay từ đoạn, để quay hết lên. Cần thử. Thời gian lâu quá. Tải lên nó. Bây giờ nó cắt nó khó. Chơi độc lạ Bình Dương luôn. Chờ cái này bắt cây kia anh em. Ông quá cao cả nhà ơi. Là cây măng ghim chán thiệt chứ. Đệ tử em leo mà nó thở hổn hển cho nó. Thở của mèo. Học lên tới đó rung rồi. Đưa cây là rung rồi. Yếu yếu là rung giòi luôn. Giỡn. Cây này quá. Xuông nó không có nhánh gì chịu. Rồi, hổ mèo khè nha anh em. Nó cái cây móc leo tới móc vô cái nhánh thôi
ý ngang qua khói qua cãi không mà trống à. Trống gì mà móc ngang lên không tới cái gỗ là đây trống không ngồi ngồi cái chỗ thì có thấy của mẹ chưa không thấy thấy khỉ già trên đất rồi đây có ngỗ ông nữa nè không sợ lắm đâu đây nó lên trá nắng tới thôi à giục cái cơ lên nó kìa ngồi nhánh nó được rồi ngồi đi tính nhánh nó ngồi luôn ừ bốn ba tao đưa ghê nữa leo lên thúc đưa cho nó móc vô cái móc trá nắng quá cả nhà hết thấy rồi. Giật cây xuống quay cho tao ba nước lên giật cây xuống nữa tới không tới lạ phan hả đốt để thòng cái đầu móc xuống móc cái cưa lên leo móc cái cưa lên à quay đây tôi leo leo cái đó luôn cũng nhìn dưới leo cái bên đây nè có cái nặng hai dưới đây nè có sao đâu mà rồi siêu huynh trợ giúp đây à đây nha đây siêu huynh trợ giúp đây Phụng ngồi trên đó luôn rồi con rồi đó có gì nó kéo cái cây nó thọt cái cây qua đó cái con cầm cái đó nghịch cái đọt qua cũng được đây bắt một ổ ong mà hai người đây siêu huynh với thằng em mốc thằng leo một cây mà ổ ong nằm bên cây bên kia thấy bắt ông cực khổ không cả nhà có ông làm cây bên lúc bên kia nghe cả nhà đen đen sau lưng đệ tử em á cái món quà đặc biệt ơi mới leo ông xuống mệt quá cả nhà ơi đây thành quả hai anh em mới leo xuống ông quá bự luôn đóng giáp kèo lại ba tầng ba ổ thấy chưa ổ ông quá độc độc lạ quay bên kia luôn cầm xíu cổ cầm xíu cổ quá ổ ông gùi như ổ mặt không phải rồi à cả nhà ngay ngay. Ờ. Thấy cả nhà. Hai mày luôn coi. Đó. Ông à. Bự hơn cái bắp tay. Bự hơn cái bắp tay luôn. À, thấy được nha. Ông con vẫn còn nè cả nhà. Đó. Hai cục mặt luôn.
Rồi xử lý. Rồi, tắt đi. Mới gặp thêm ổ nữa nha cả nhà. Thì sư huynh đang leo cây. Ở ông đây luôn. Ở ông này cũng khá khá. Đang làm đồ cho sư huynh leo lên bắt. Rồi hàng xuống nha cả nhà, hàng xuống. Sư phụ phụ cầm á, sư phụ ơi. Ổ già luôn. Chặt xuống rồi. Xuống mà đưa xuống trước. Đại ca nhảy xuống bị quẹo con giò. Rồi chiều nay cho sư phụ leo đã luôn à. Rồi đây là lúc làm để bỏ mặt vô bịch. Em lấy phấn hoa sạch sẽ luôn nha. Đi sạch chưa cả nhà? Đó, lấy sạch sẽ phấn hoa luôn. Rồi cho vô bịch. Tự nhiên cái nhảy nó đưa nó dò xuống trước. Gì nó nói? Đừng có la, đừng có la. Đó, khâu cho vô bịch ăn. Rồi xong. Làm mẫu này rất ổ kia luôn. Rồi lấy cái thùng buộc lại luôn. Đại ca cổn luôn rồi. Hai đầu lại kính mít, lỡ mặt nó có xì nó cũng nằm ở trong đó luôn nha mọi người. Rồi xong, cho vô vỏ nữa là xong. Tiếp tục ngang cả nhà, phát hiện thêm ổ nữa. Ổ này dễ cho sư phụ leo, sư phụ tướng tròn quá. Rồi ổ đây đại ca. Đại ca bị leo cây đàm nhảy xuống thụt ngón luôn rồi. Dạ. Mũi căng quá. Cái đám thanh long luôn, quá trời thanh long luôn. Thanh long chín quá trời luôn. Này mình bắt ở ngoài Bình Thuận luôn nha cả nhà. Thanh long bao la bắt ngát luôn.
Này ở đâu ta? Hàm Thuận Nam hả? Nổ điểm rồi. Nổ điểm nè, Hàm Thuận Nam, Thanh Long bao la bát ngát luôn. Coi coi sư phụ làm gì với ô ong này. Có kéo chưa đó sư phụ? Bắt ong quên em kéo vui lắm. Hả rồi. Thanh Long qua quay Thanh Long quay thôi chứ không có hái nha. Thanh Long chín quá trời luôn. Đẹp không cả nhà. Thanh Long bát ngát luôn. Rồi. Quay lại sư phụ mình đây. Lắm. Ui, cục mặt trong gió út nút luôn. Ui. Cây cao su leo sướng quá ha. Quá trời nhánh luôn. Rồi siêu huynh ở dưới yểm trợ. Ô yểm trợ đồ. Ôi con mặt à. Trong gió luôn. Rau xong. Lụm vô vỏ thôi. Tiếp tục tiếp tục. Heo cục lùm. Không thấy gì kìa. Ồ đây. Đang khe luôn. Ui, có. Cắt trống trống rồi luôn. Bự quá ha. Cái cọng dây trên đầu. Ngay đường luôn. Wow. Quá già luôn. Kiểu nó bị ở trong đó nó muốn móc. Nó già nó muốn lên móc luôn. Đây. Đó.
đại ca, sư phụ cầm mổ, đại ca cầm mổ. Đại ca ở đâu nín 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 trong này làm mổ vậy? Dưới luôn hả? Ô, cái xà cừ hả? À, hay ta. Rồi về xe luôn. Thành quả sáng giờ đi được nửa gỗ. Giờ anh em về chuẩn bị ăn cơm trưa, nghỉ ngơi. Chiều tiếp tục tiết. Rồi chuẩn bị vô hàng rồi ăn cơm thôi cả nhà ơi. Gặp mặt rồi ra. Tiếp tục nha cả nhà. Bụi tre gai hai ổ một chỗ. Cái thu với hồ quỷ trời. Đó, một ổ nè. Còn ổ nữa tốt ở trên đâu. Ổ nó phía bên kia. Đi dưới đó lên đó hả? Ừ. Không có đi lẻ sao? Trời gai quá dày. Hai ổ một chỗ. Bên kia gắt cây quá trời. Lùm trời gai. Anh trai, đại ca. Đại ca đi, anh trà mát luôn. Bày vung 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 vung. Con ổ lớn lắm mà không biết nằm đâu. Đi hết sức lâu mới gặp được hai ổ. Hai ổ một cây luôn. Sư phụ chuyên gia leo lùm gai. Bắt xong hai ổ này chắc nửa tiếng quá. Cao quá, anh Phụng lên phụ xuống mặt. Cái chê gai này lần leo lên leo xuống mệt lắm. Hai ổ vô một chỗ phải đi hai người. Dạ. Hả? Nói dạ. Cũng mới cục mặt đã đó. Có thứ thuốc này cả nhà. Chiền mặt. Chiền mặt xuống. Rồi đứng đó được rồi.
mặt đã tới tay sư phụ, đang truyền xuống cho sư huynh. Rồi sư huynh truyền xuống cho sư đệ. Rồi sư đệ nhận luôn. Rồi sao vũ con ơi chứ? Giờ qua đây nó đâu biết đường đâu qua đó. Rồi giờ gác tạm ở đây đi. Bắt ổ kia đã rồi tính nó tiếp. Gác đỡ. Qua xử tiếp ổ thứ hai. Ổ thứ hai cùng một cây luôn. Ê, khi nào lát hai ổ nó nhập lại một không ta? Có khi nào lát hai ổ nó vô nhập lại một không? Sư phụ hiểu tiếng nó mà hỏi nó thử coi. Dạ. Đã không? Phải cắt tên luôn. Ít bữa nữa mình để số điện thoại cả nhà, ai có cần mật ong làm thuốc hay là làm công chuyện gì liên hệ với mình nha. Mật ong nguyên chất từ rừng về luôn, để nguyên ổ luôn. Gai quá đâm cả nhà ơi. Ổ thứ hai đang xuống. Wow, ổ này già luôn. Rồi, sư huynh truyền cho sư đệ luôn. Hết khói luôn, sư phụ xuống xử sư phụ ơi. Đây, ổ thứ hai, cùng một cây. Quá ngon. Mặt liếp 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 luôn. Rồi, bye bye cả nhà luôn nha. Thành quả sau một ngày đi bắt ong của mấy anh em đây. Được nhiêu đây? Có một ổ to chào bá nữa luôn. Bye bye cả nhà luôn sư phụ ơi. Rồi đây cao luôn. Rồi thôi chào cả nhà luôn. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha.